Sky Đức ngày hôm nay đưa tin Barcelona đang chuẩn bị lên phương án ký hợp đồng với ngôi sao Matthias Ginter vào mùa hè này. Cầu thủ người Đức đang khoác áo Borussia Mönchengladbach. Vào mùa hè này, Matthias Ginter được kỳ vọng sẽ cùng với tuyển Đức chinh phục chiếc vô địch Euro 2020. Barcelona đã chuyển mộ thành công Eric Garcia từ Man City trước đó. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou vẫn còn muốn bổ sung thêm một ngôi sao phòng ngự chất lượng trong bối cảnh Gerard Piqué và Samuel Umtiti liên tục gặp phải chấn thương. Hợp đồng hiện tại giữa Matthias Ginter và Mönchengladbach sẽ đáo hạn vào mùa hè năm nay. Với chiều cao lý tưởng 1m91, Ginter chiếm lợi thế lớn ở các cuộc tranh chấp trên không. Tuyển thủ quốc gia Đức từng được giới chuyên môn so sánh với Sergio Ramos. Trong bối cảnh Mohamed Salah chỉ còn lại 2 năm hợp đồng, Liverpool rất muốn cân nhắc việc chia tay anh và thay thế bằng một cái tên giàu tiềm năng hơn. Theo nguồn tin từ Gazeta dello Sport, hiện tại họ đang nhắm đến chân sút thuộc biên chế câu lạc bộ Sassuolo, Domenico Berardi. Tiền đạo 26 tuổi đang trải qua một mùa giải đáng nhớ của mình tại Serie A khi có đến 17 bàn thắng và 8 kiến tạo. Phong độ ấn tượng này giúp Berardi có mặt trong đội hình tuyển Ý chinh chiến tại Euro 2020. Được biết, phía Sassuolo sẵn sàng bán Berardi ngay trong mùa hè này nếu họ nhận được khoản phí chuyển nhượng trị giá 50 triệu euro. Liverpool hiện đang cân nhắc kỹ lưỡng các phương án đàm phán trước khi ra quyết định cuối cùng. Bồ Đào Nha vừa trải qua thất bại đầu đớn 2-4 trước tuyển Đức. Đó là một đêm đáng thất vọng của Selecao. Nhưng với Ronaldo, huyền thoại 36 tuổi đã để lại dấu ấn. Với bàn mở tỷ số, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại hai sân chơi lớn là Euro và World Cup lên con số 19. Theo Opta, con số 19 bàn giúp Ronaldo vươn lên dẫn đầu mọi thời đại trong số các chân sút từng chơi bóng ở Euro và World Cup. Người duy nhất có số lập công với Ronaldo chính là huyền thoại tuyển Đức Miroslav Klose. Với việc vẫn còn đang tranh tài ở sân chơi Euro và có thể là cả World Cup 2022, Ronaldo đã có cơ hội rất lớn để vượt qua kỷ lục của Klose. Tương lai chơi bóng của Christian Eriksen tại Inter đang bị đặt trước một ngờ vực lớn bởi giải đấu cao nhất Italia là Serie A cấm các cầu thủ thi đấu với máy khử rung nhịp tim ICD. Điều này đã được xác nhận bởi Lucio Moss, chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Thể thao Italia. Các giao thức tại đây rất nghiêm ngặt nên dường như chúng ta sẽ không thể lặp lại Eriksen trong các trận đấu tại Serie A nữa. Như đã biết, Eriksen đã gục ngã ngay trên sân trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan khi anh bị ngừng tim. Eriksen đã may mắn thoát cửa tử thần khi mà đội ngũ y tế của Đan Mạch kịp thời hồi sức bằng phương pháp hô hấp nhân tạo và cấy ghép một chiếc máy khử rung tim ICD. Ca phẫu thuật cấy ghép ICD đã diễn ra thành công và Eriksen hiện nay đã được xuất viện. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti, người vừa mới được bổ nhiệm dẫn dắt Real Madrid, đang tính chiêu mộ cậu học trò cũ tại Everton là Dominic Calvert-Lewin để tăng cường mặt trận tấn công. Với cá nhân Calvert-Lewin, mùa giải vừa qua được xem là thành công nhất trong sự nghiệp của tiền đạo 24 tuổi, khi tiền đạo của Everton có được 21 bàn. Thành tích ấn tượng này cũng như Calvert-Lewin được Gareth Southgate triệu tập lên tuyển Anh tham dự Euro. Theo The Sun tiết lộ, chủ sở hữu của Everton, ông Fahad Moshiri, có thể buộc phải chấp nhận mức giá 50 triệu bảng cho tiền đạo ngôi sao này do áp lực tài chính đang diễn ra tại đội bóng nửa xanh vùng Merseyside. Xứ Wales đã sẵn sàng ra quân và quyết tâm lọt vào vòng 16 đội với một chiến thắng gây sốc trước tuyển Ý để chấm dứt chuỗi 29 trận bất bại của Ý và xóa ngôi đầu bảng vào lúc 23 giờ đêm nay. Huấn luyện viên Robert Page tự tin: "Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ rằng phải vượt qua vòng loại theo cách của mình và xứng đáng là một trong hai đội hàng đầu của bảng A. Wales cần phải vượt qua chính mình để giành chiến thắng trước Ý và tôi tin là các cầu thủ của mình hoàn toàn làm được điều đó." Còn với cá nhân Gareth Bale thì anh khẳng định: "Italia là một tập thể được trang bị những kỹ năng tốt và chơi tròn vai, nhưng không có nghĩa là họ không có điểm yếu. Chúng tôi đã tập luyện rất kỹ càng và nghiên cứu rất kỹ đối phương. Wales cảm thấy có những tử huyệt của tuyển Ý mà chúng tôi có thể khai thác và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra thật hoàn hảo."